Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái thủ tục lên máy tính. Thì gần đây các bạn biết là mạng cũng đôi khi cũng chập chờn, cũng chậm, nhưng mà đôi khi mình cũng không biết được đó là lỗi của mình hay là lỗi của nhà mạng. Thì làm cách nào để các bạn kiểm tra được? Bởi vì nếu như lỗi mà của wifi nhà mình thì sẽ rất là khổ cho các bạn, bởi vì như mình đợi thì mất thời gian. Thì ở đây mình có một số cái cách để kiểm tra tốc độ mạng và cách để khắc phục, cũng như chia sẻ về kinh nghiệm là như thiết đặt cái modem làm sao để sống tốt nhất. Thì ở đây trước tiên á, bạn phải coi thử xem là như tốc độ điện truyền của mình như thế nào. Ví dụ như là Trung đang sử dụng điện truyền 40M của Viettel, thì ở đây mình có một cái trang web để test là servicetest.net. Đây là một trang khá là phổ biến để mà kiểm tra tốc độ trên mạng. Nếu như các bạn kiểm tra mà thấy tốc độ nó ở ngưỡng thấp hơn thì các bạn phải ngay lập tức kiểm tra xem thử là như modem của mình hay là như đường truyền nhà mạng có vấn đề. Cách đơn giản nhất là các bạn họ chỉ đảm bảo thứ nha, các bạn phải hiểu rằng tốc độ của nhà mạng họ chỉ đảm bảo với tốc độ ở trong nước thôi, chứ không thể nào mà như ở mỗi cái gói cước nó sẽ có tốc độ cam kết tối thiểu. Ví dụ như của Viettel hay VT thì cam kết tối thiểu của họ là 512 kbps chứ không phải à. Nên là các bạn cũng phải lưu ý về những tốc độ này trong thời điểm cước cap này chẳng hạn. Ở đây ví dụ như mình đang thử với đường truyền của mình thấy ba mấy mê, thì ví dụ ở đây đi đường truyền của mình nó chậm hơn thì mình làm cái này kiểm tra. Thứ nhất mình sẽ thử kiểm tra ở trang Speedtest.net này để coi thử tốc độ thực tế của mình hiện tại đang là bao nhiêu. Các bạn cũng lưu ý đây là tốc độ thực tế bạn đang sử dụng, có nghĩa là nếu như trong nhà hệ thống nhà mạng của bạn, trong máy thì trong tất cả các thiết bị các bạn dùng trong nhà đều dùng full tốc độ như này thì bạn sẽ thấp hơn nữa. Nên các bạn phải lưu ý rằng tốc độ này có nghĩa là khi nào các bạn muốn test và kiểm tra rõ nhất lỗi bắt nguồn từ đâu, các bạn tốt nhất nên thay đổi mật khẩu wifi hoặc tắt wifi đi và chỉ gắn cổng LAN để kết nối. Nếu như các bạn không có cổng LAN dùng di động thì các bạn vô đổi mật khẩu wifi trước, sau đó là chỉ cho một mình các bạn có thôi, một mình các bạn dùng để test tốc độ. Thì bạn lưu ý một vài cái thông tin, ví dụ như tốc độ này là bao nhiêu. Rồi nếu mà các bạn thấy rằng là khi mà tôi dùng chung với nhiều thiết bị khác mà tốc độ nó giảm xuống thì có nghĩa là có một thiết bị nào đó ở trong nhà bạn đang chiếm toàn bộ đường truyền. Thì khi đó bạn phải mò từng cái thiết bị một coi thử là cái máy nào đang có vấn đề, có thể một đã bị virus hoặc đang cập nhật gì đó, thì các bạn cũng lưu ý điều này. Rồi bây giờ ở phương diện sâu hơn là trong trường hợp mà wifi của các bạn bị lỗi thì làm sao để kiểm tra. Thứ nhất, cách đơn giản nhất là mình hướng dẫn các bạn dùng CMD. CMD là một cái tool thường có sẵn ở trong Windows, nếu các bạn nào dùng Windows thì sẽ có, còn nếu như các bạn dùng máy tính dùng điện thoại, các bạn cũng có thể gõ chữ CMD này ở trên cái điện thoại để tìm cái phần mềm liên thông ứng dụng cũng được. Các bạn sẽ làm gì? Các bạn ping đến cái modem, ví dụ modem của mình là con Buffalo thì như có địa chỉ admin chính là như 192.168.11.1, thì mình sẽ gõ là ping đến nó khoảng cách trừ T làm gì? Để hệ thống liên tục gửi tín hiệu truy cập đến cái modem để kiểm tra đường truyền. Ví dụ ở đây các bạn thấy máy tính của mình đang gửi rất là nhiều thông tin đến, và các bạn thấy có những cái là 2-3 giây, 2-7 giây, 1 giây, còn hết là 1 giây. Đây là tốc độ phản hồi của modem. Nếu như trường hợp các bạn mà như ping đến cái wifi của các bạn nhưng các bạn thấy tốc độ nó lúc nào cũng là 2 mấy 3 mấy 4 mấy 5 mấy 100 mấy 200 mấy 200 luôn thì các bạn cần phải kiểm tra lại modem. Có nhiều khả năng là các bạn ở vị trí quá xa của modem, hoặc là đường truyền bị ngán, hoặc là các bạn bị nghẹt xuyên tường mà như wifi các bạn không xuyên nổi về công suất. Các bạn hiểu là có thể các bạn nhìn thấy wifi đầy vạch nhưng mà thực tế là như do máy tính của mình hiển thị thôi, chứ có thể là như wifi lúc đó rất là yếu, giống như máy của mình hiện tại các bạn nhìn thấy nè, là như vạch sóng ở đây là như đầy, thấy nhìn đầy đúng không ạ, nhưng mà thực sự nếu mà chịu khó các bạn bấm các bạn sẽ thấy là như không, nó đang chập chờn những 2-3-4 vạch, có nghĩa là Trung đang ngồi cách tường hai cái tường lận nên là tốc độ này như vậy. Các bạn sẽ theo dõi nếu như cái này đều là 1 giây như thế này nhiều hơn thì có nghĩa là ổn định, tốc độ wifi này là như có thể wifi này là ổn định rồi. Vậy nguyên nhân có thể là tiếp tục là mình sẽ tìm hiểu trong cái wifi, rồi sau đó các bạn có thể thử để đăng nhập vào trong modem trong wifi để xem thử. Thông thường tất cả các vòng modem á, đều cho các bạn kiểm tra được là như số lượng mà như thiết bị đang kết nối, thì các bạn thử kiểm tra xem có bao nhiêu thiết bị đang kết nối với con wifi của mình. Ví dụ ở đây của Trung là có trong vòng 2, 4, 6, 7, 8, 9 cái thiết bị, thì khi đó các bạn sẽ thấy nếu mà nhiều như vậy á, thì như hiển nhiên tốc độ sẽ được chia cho 9 người sử dụng. Do đó nếu như một thiết bị nào đó trong cái thiết bị nhà mạng này đang, ví dụ như các bạn dùng những internet công cộng chẳng hạn, các bạn biết nếu mà ai cũng cắm vô mà down hoặc là coi YouTube HD hết thì tất nhiên tốc độ của đường truyền của bạn sẽ bị chia ra rất là nhiều và bạn sẽ bị mất cái đường truyền. Khi đó mà nếu mà có quá nhiều người thiết bị kết nối vào modem thì các bạn nên thử xem loại trừ dần những cái modem nào, những thiết bị nào không dùng,
Một thì có thể chọn phương án đơn giản là nâng cấp đường truyền. Ví dụ đang dùng 20 thì nâng lên 40 như chung là tối đa. Hoặc là như có thể là như tìm cách để chia sẻ tải bớt cái lượng modem này, đúng không ạ? Lượng thiết bị này, chứ nếu mà nhiều như thế này thì như có thể mạng của bạn sẽ chậm. Cái này là do modem của chung đang là dùng được con Buffalo, một con cấu hình khá cao, nên CPU của nó là dạng Athlon có thể là xử lý được, nên thành ra là trước trước nếu mà chung dùng của TotalLink thì như không thể nào đáp ứng được cái nhu cầu của gia đình chung, mà luôn luôn sẽ là nhạn nghẽn nút thắt của chai, bởi vì cho modem có người chơi game, có người không á. Rồi cái thứ hai nữa các bạn lưu ý khi thiết đặt wifi của modem á, là nhiều bạn không biết thì trong modem thông thường sẽ có ba chuẩn là B, G và N. Khác nhau là cái gì? Nếu như các bạn chuẩn B á, là một chuẩn mà tốc độ tối đa của full băng thông chỉ là 11 m, đúng không? G thì 54 m và N là gần 300 m, và 100 từ 150 đến 300 m. Nên các bạn khi mà các bạn dùng á, thì các bạn cũng phải lưu ý đây các bạn, không? Speed này 300 m có nghĩa là cái băng thông của wifi cung cấp cho thiết bị của bạn là 300 m. Hiện tại hầu hết các smartphone, các máy tính đều giờ đều hỗ trợ chuẩn N hết rồi, nên nếu mà đi máy cái modem của bạn có thể chỉnh được chuẩn N thì mình khuyến khích nên chuyển chuẩn N. Tuy nhiên chuẩn N với chuẩn G khác nhau một cái, chuẩn N thì tốc độ cao hơn nhưng độ vùng phủ nó sẽ thấp hơn, đúng không? Nhưng mà nếu các bạn chọn chuẩn chuẩn B á, chuẩn G á, thì tốc độ nó sẽ ở 54 m thấp hơn, phù hợp cho bạn nào chơi game nhưng mà được vùng phủ nó cao hơn. Nhưng tất nhiên càng xa modem thì nó cũng chập chờn như nhau thôi à, đúng không ạ? Rồi bây giờ là như quay lại tiếp, ở trong cái modem thì thông thường các bạn sẽ thấy có hai chuẩn là 20 mật rét, 40 giờ rét. Thì nó khác nhau gì? Nếu như modem của bạn có hỗ trợ 40 mật rét, nghĩa là cái bạn modem wifi của bạn có thể hỗ trợ băng tần tí lên 300 megabit mode. Ở đây các bạn thấy ở trong modem này cũng nói rõ nè, đúng không ạ? Đó thì như nếu các bạn bật được 40 mã xếp lên á, thì như nó sẽ bật cái tính năng là truy cập 300 m. 300 m này không, nó sẽ giúp là lượng băng thông truy cập qua cái mạng wifi nó tốt hơn, và các bạn nếu có chia sẻ file giữa các thiết bị ở trong cái cùng mạng á, thì sẽ nhanh hơn. Thì các bạn cũng lưu ý nên bật như vậy. Và nếu mà máy thông thường những con wifi mà cao cấp bây giờ đều cho tạo nhiều cái điểm wifi, thì mình cũng khuyến khích các bạn nên tạo ra, ví dụ ở đây mình đang để hai mạng wifi, tắt phát 1.1.1 1.2, đúng không? Và mình dự kiến chắc là sẽ mở thêm một cái wifi nữa. Có cái chuẩn thứ ba để làm gì vậy các bạn biết không? Bởi vì mỗi cái wifi á, thì như nếu như các bạn cũng biết là nếu như mà như nhiều người dùng một cái wifi thì nó rất dễ xảy ra tình trạng nghẽn và xung đột. Thì ở đây nếu như các bạn wifi của bạn có thể mà cài đặt được nhiều cái độc lập, thì các bạn có thể nên tạo ra hai ba thiết bị. Các bạn cứ nhớ rằng là như một cái wifi này có thể giờ dùng cho tối đa 5 thiết bị đi, thì như 10 thiết bị là gọi là cao lắm rồi. Thì các bạn cố gắng là nếu được thì có thể tạo ra nhiều cái kênh wifi như vậy, để thứ nhất là như một là không xung đột, hai là có thêm nhiều lựa chọn nếu như mà cái trường hợp mà xấu nhất là các bạn là như bị nghẽn, đúng không? Thì các bạn cố gắng chia sẻ ra nhiều cái wifi để phòng trường hợp ví dụ có một một này có nghẽn thì các bạn sẽ chuyển qua cái số 2, thì khi đó các bạn sẽ thấy là như có thể các bạn sẽ vô net được, bởi vì nó không full băng thông nữa. Đó chính là một cách đơn giản nhất để mà như có thể dùng. Còn trường hợp thứ ba, các bạn đã làm hết tất cả mà vẫn không được, thì các bạn nên liên hệ nhà mạng để họ có phương pháp cải thiện cho các bạn. Còn ở đây tốc độ của bạn, đây là những cách cơ bản nhất để các bạn kiểm tra được wifi trong lúc mạng chậm này, đúng không ạ? Chào các bạn.